Con có gì à, con đi về với mẹ, đừng để mẹ đi tìm nữa, tội mẹ lắm con à. Mẹ đau khổ mẹ hết, mẹ đi mẹ tìm mẹ khóc hết nước mắt dài dài. Con có gì là con đi về đi, con đừng có bỏ mẹ mà con đi. Đã cuộc đời của mẹ là cha gây ra những cái chuyện đau khổ cho mẹ nè. Mẹ sợ bỏ con thơ bơ thất bắt mẹ ôm con vào lòng rồi mà con đành đạn con bỏ mẹ ra đi. Mẹ ôm con từ tấm bí bây giờ này mà con bỏ mẹ ra đi. Đau khổ lắm nhưng con, cái gì là con đi về con đừng có dạy dỗ nhưng con nghiện là người ta tới dụ dỗ đi qua bên này bên kia. Người ta bán con vào đường đau khổ nhưng con. Em xin phép chào chị. Chào em. Chị gái có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị là Võ Thị Mỹ Ngọc em. Chị đến từ đâu? Chị ở thành phố Phan Rang Tháp Chàm, khu phố 2, phường Đài Sơn. Tỉnh? Đường 17, đường Thống Nhất, đường 17, xẹt 32A, số nhà 32A. Tỉnh nào chị ha? Chị Ninh Thuận, Ninh Thuận. À, chị ở Ninh Thuận. Ninh Thuận. Hôm nay là chị về Bình Dương nhờ anh em giúp đỡ gì đây? Nhờ Bình Dương, nhờ bên kênh của anh Hải giúp đỡ giùm cho cháu Nguyễn Thị Kim Long. Con của chị nó bỏ nhà nó đi vào lúc 31 tây em. 31 tây tháng 12. Đúng rồi. Nó bỏ ôi nhà trời nó đi. Đất ơi, hôm nay là 14 ngày rồi. Đúng rồi. Chị mới có 2 ngày là chị đi vô trong đây rồi. Mà xong bắt đầu là chị sửa lên nhờ trên đây. Bắt đầu cái... em chị á, nó mới nói là có người gặp ở nhà quê, người quê chị cũng sợ là phiền phức thôi, nếu mà có gặp ở ngoài đó thì chị về, chị không chị quay về lại, chị lên tới đây rồi, mà chị phải mượn tiền đi, mà chị phải đi quay về lại, chị quay về lại rồi xong mới bắt đầu á, là về chị tìm mấy ngày luôn không thấy bóng thấy dáng nó ở đâu hết, rồi xong bắt đầu chị thấy chị nôn ruột quá, chị phải đi vô lại. Chị kệ như chị nhờ bên kênh anh Hai giúp giùm cháu cho nó về giùm chị. Còn nó còn đi học, nó đang thi nữa em à. Con nhà mình nhiêu tuổi rồi chị? Nó 17 tuổi em, nó học lớp 9. 17 tuổi đang học lớp 9 á? Nó nghỉ một lớp. 17 tuổi đúng ra bây giờ phải học lớp 11 mới đúng chứ. Nó nghỉ một lớp rồi nó bị ở lại hết một lớp. À, vậy là đang học lớp 9. Đúng rồi. Là bỏ đi luôn. Từ hôm 31 tới giờ là gia đình nhà mình cái sự việc này đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Chị có báo rồi. Báo rồi. Chị có báo rồi, xong rồi bắt đầu chị nôn quá thì chị cũng đi tìm bước từng bước con, chị đứng ngồi không yên. Mình thương tìm xót về con không à. Mình tìm ở đâu? Chị vô tại chợ đầu mối Thủ Đức á. Dạ. Chị đi tìm. Mình nghe cái tin tức gì ở đấy hay sao? Thì chị cũng đi thí đi đại vậy, chứ chị cũng không biết con đường nào ở đây. Chị nghĩ là chắc đi vô mấy cái chỗ đó là nó đi. Chị đi thí rồi, chị hỗn loạn, chị đi thí luôn à. Rồi chị đi lên rồi xong bắt đầu lại chị mới nhờ. Nói là người ta, chị cũng coi kênh của anh Hải rồi xong bắt đầu là chị thấy như vậy. Rồi xong rồi chị đi lên đây. Chị lên đây thì chị đi lên đây rồi bắt đầu là chị tới chỗ đây rồi à. Mà nghe tin tức là con chị ở người ta thấy ở quê. Dạ. Chị mới phải đi về lại ở quê. Dạ. Đi về lại ở quê mà chị tìm mấy ngày rồi thì cũng không thấy à, tức là à. Chị đã có vào Bình Dương rồi. Dạ. Nhưng mà chị lại nghe tin tức chị lại quay trở về nhà. Đúng rồi. Ai là người báo tin cho chị? Thì người em nó nói là bạn học nó có thấy. Dạ. À, mà chị về thì chị đi tìm mấy ngày rồi không thấy nữa. Khi con gái chị đi á, là con gái có mang theo thứ gì đi không? Nó đi nó bận bộ đồ rồi em à. Nó đi bận bộ đồ mà chị cũng không biết là bận đồ gì á. Chị nghĩ là nó mất cái bộ đồ đen. Chị nghĩ là nó bận bộ đồ đen với lại đeo dép hai vai mà vai màu nâu. Tóc nó thì tóc cỡ ngang này luôn. Nhà mình chị được mấy người con? Chị một ba người con mà một đứa đầu nó có chồng rồi, đứa này đi đứa giữa còn đứa sau là học lớp 7 thì vậy là lớp 8. Bé này là bé giữa ha. Đúng rồi. Bé cũng ngoan không chị? Nó hiền ghê em à, nó hiền ghê, ai nói nó nín à. Trước cái ngày 31 đó chị có la dạy gì bé không? Coi như là bữa đó là chị có đi lên sư bà.
chị lên trên sư bà là chị trên Đà Lạt á, là chị cúng sư bà của chị á, là cái dì ruột, nhưng mà tu á là ta kêu sư bà chứ ta không có cho phép. Chị đi lên đó trước cái ngày đó một bữa, thì trưa lại 11 giờ á là cháu nó đi đó, thì chiều lại là chị về, 5 giờ chiều là chị về, mà nó đi trước chị là lúc 11 giờ trưa. Mà ý của em hỏi là trước cái ngày 31 là mình có la dạy gì con không? Không có la cái gì hết đấy, chị không có la gì hết đấy. Không biết là gì nó mới kêu là đi tìm em, sao giờ này không thấy nó về. Thì nó mới đi, nó dọn cơm lên cho ông ngoại rồi bắt đầu là nó đi đó, nó đi rồi không thấy nó nữa, nó đi miết tới giờ đó luôn. Miết tới chiều chị về là bắt đầu chị hả ra là em chị nó nói rồi, bắt đầu là gì nó nói rồi xong rồi chị mới đi tìm. Chị có thấy rằng cái thời gian mà gần cái ngày con bỏ đi, có thấy con có dấu hiệu gì kỳ lạ bất thường không? Chị nghĩ là nó không có cái gì hết đấy. Chị nghĩ không hả? Biết là nó có sợ thi hay là sao, mình không hiểu luôn. Thi là thi sao? Lúc đó thi chưa? Chưa thi, qua ngày mai lại là thi em. Ồ, vậy là ngày mai là thi, là hôm đấy là bỏ đi luôn. Trời đất ơi. Chị khổ lắm em mà. Nhờ con nhà mình ở nhà có sử dụng điện thoại nhiều không chị? Có em. Có thường xuyên lên các trang mạng xã hội không? Chị dốt luôn, chị không biết. Chị thấy chị nó thấy, bấm. Chị có thấy con nhà mình bấm điện thoại nhiều không? Có. Có thấy nói chuyện điện thoại nhiều không? Có. Trời. Nó có nói chuyện điện thoại em mà điện thoại nó không có sim. Tự ông ngoại nó có cho nó cái không cái cần sim nhá. Nó kết bạn để gì đâu trong Zalo rồi. Đúng nó nói rồi. Chuyện chơi mạng xã hội, chơi Facebook, chơi TikTok, chơi Zalo, đâu cần phải sim đâu. Vậy là con nhà mình trước kia có bỏ đi như vậy lần nào chưa? Con trước chị giờ, hả? Dạ. Nó cũng có đi với em à. Ồ, nó đi rồi chị tìm về. Đã từng bỏ đi rồi hả? Đi rồi chị. Lần đấy là đi là vì lý do gì? Nó cũng đi vậy á. Chị không hiểu nữa, là đi rồi chị tìm về. Mình có hỏi con không? Thì nó nói con đi chơi con sợ con không dám về. Mấy vậy ngày á? Lần đấy mấy ngày? Đi 2-3 ngày à, chị tìm nó về. Rồi giờ về chị có cách gì dạy con không? Hả? Về lần đấy chị dạy con như thế nào? Chị nói là con ơi, con đừng có đi mà, tại sao mất mới gì con ngu dại gì mà con đi gì, để cho mẹ tìm mẹ khổ vậy. Đã mẹ đã khổ rồi, mẹ đau mẹ khổ vậy con rồi, sao con hành mẹ đi nhiều hoài. Ngày hôm lên đừng có đi nữa nha. Chị đâu có quánh đập nó gì đâu, về cũng khuyên giải cái con như vậy á, mà nó đành đàng nó bỏ chị ra đi miếng như. Hôm nay chị về đây với ai? Chị hả? Chị đón xe gì vô em à? Chị đi có mình hả? Rồi ông xã đâu? Ông xã gì bỏ lâu rồi. Trời ơi, vậy là mẹ đơn thân. Đúng rồi. Mẹ đơn thân nuôi ba con. Vậy mà con còn không biết thương mẹ. Bởi vậy chị nói chị khổ bao nhiêu cũng được, đừng con đừng có hành mẹ. Mẹ nó khổ nhiều với con rồi. Chị đang lo sợ nhất con nhà mình sẽ gặp điều gì? Chị sợ là người ta bắt cóc nó, chị đưa qua bên nước ngoài rồi không à em à. Nếu mà con mà nó đi làm thì chị không có sợ, mà nếu mà nó đi làm mà nó có cái chỗ cái nôi gì á, thì nó muốn đi, nó không muốn học nữa, thì bây giờ nó có cái chỗ nôi gì nó muốn đi làm á, thì chị cũng cho nó đi làm, vậy chị cũng không có cấm cản nó. Bây giờ nó làm, nó muốn làm nó lấy riêng á, thì chị cũng cho thôi, chứ chị cũng không có đòi hỏi gì. Nhưng mà đừng có, con có gì à, con đi về với mẹ, đừng để mẹ đi tìm nữa, tội mẹ lắm con à. Mẹ đau khổ mẹ hết, mẹ đi mẹ tìm mẹ khóc hết nước mắt dài dài. Con cái gì là con đi về đi, con đừng có bỏ mẹ mà con đi. Nã cuộc đời của mẹ là cha gây ra những cái chuyện đau khổ cho mẹ nè. Mẹ sợ bỏ con thơ bơ thất bắt mẹ ôm con vào lòng rồi mà con đành đạn con bỏ mẹ ra đi. Mẹ ôm con từ tấm bí bây giờ này mà con bỏ mẹ ra đi. Đau khổ lắm, nhưng con cái gì là con đi về, con đừng có dạy dỗ những con nghe là người ta tới dụ dỗ đi qua bên này bên kia, người ta bán con vào đường đau khổ nghe con.
Con đừng có giải nghĩ nha con, có gì con về nữa nha con. Đừng có bỏ mẹ mày, mẹ đi mẹ tìm khóc dài dài à con à. Mẹ đau khổ lắm lắm á, cứ đi về để lắm á. Mẹ đang biết mẹ không mẹ. Người ta cứ đừng có đi tìm con mà mẹ đâu chịu được đâu con. Con đi về để con á, con đừng có dại dột mà con đi, người ta dụ dỗ con á con à. Bữa nay người ta gạt con nhiều lắm, ta gạt cái nhiều lắm, nhưng con đừng có dại dột mà ta gạt con. Làm chỗ này ra tiền nhiều, chỗ kia tiền nhiều, không có phải gì đâu nha con. Kỳ là bán đứng bán ngờ, con có biết đâu nha con. Con phải đi về đây, con nhờ, mẹ nhờ cậu Hải giúp giùm cho mẹ nè, đi tìm con nè nha con. Đừng hành mẹ nữa, tội mẹ, mẹ đã khổ, mẹ không có tiền là. Hy vọng rằng bé gái xem được video này thấy mẹ của con về đây nhờ các chú đi tìm con, thì con đang ở đâu đó. Con hãy nhanh chóng quay trở về đoàn tụ với mẹ và tiếp tục con đường cắp sách tới trường. Nếu mà thật sự như tới giờ phút này mà con vì ham chơi hoặc vì giận mẹ, thì chú khuyên con hãy sớm quay trở về hoặc là nhanh chóng liên lạc về với mẹ để cho mẹ yên tâm hơn và thu xếp sắp xếp để mà quay trở về. Bởi vì hiện nay ở bên ngoài rất nhiều cặp bẫy chờ sẵn, mà bản thân con thì con gái. Con có thể là tới giờ phút này con sập bẫy của các cái đối tượng xấu. Nên chú hy vọng rằng con gái hãy đủ tỉnh táo, con 17 tuổi lớn rồi. Mẹ thì mẹ khổ, mẹ làm vất vả để nuôi các con ăn học. Con phải thương mẹ chứ. Ba thì cũng bỏ mẹ và các con đi với người khác rồi. Nhà con gái nha, nghe lời chú thì quay về trở về nha. Dạ thôi cô chú anh chị, thì cô chú anh chị xem video này có thấy bé trong hình ở đâu thì làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp cũng như là khuyên đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ cùng với lại cảm ơn gia đình. Con của anh Hải nhiều giúp giùm cháu nhiều và đội ơn anh Hải. Bên kênh của anh Hải em kệ nó chấp dầm vậy, em bây giờ em cũng rối trí lắm rồi, nó đi nó hành em như vậy em cũng một đứa chị con bình mà tĩnh chăm... nha chị bình tĩnh. Thì cái sự việc của chị thì anh em đội đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức để đăng video này cũng như là lên đường đi tìm kiếm. Thì hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải câu chuyện video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con, thì chị có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải? Đồng ý. Kể thấy kể chị thấy con của anh Hải giỏi quá, chị cũng cũng chấp nhận. Là chị đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con, đúng không? Đúng rồi. Chị cảm ơn. Rồi cuối video này thì em chúc chị nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con gái của chị sẽ quay trở về một ngày gần nhất chị nhá. Cảm ơn em. Dạ rồi, em xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Cảm ơn em.